Ban tổ chức Thành ủy phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thạnh đã tổ chức hội thao nhân kỷ niệm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng đảng. Tham dự hội thao là các cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan Ban tổ chức Thành ủy, Ban tổ chức các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy quản lý. Các đội thi đấu các môn thể thao như bóng đá mini, nhảy bao bố, chạy xe gắn máy chậm, hiểu ý đồng đội và thi hát karaoke. Hội thao là dịp để cán bộ, công chức, ngành, tổ chức xây dựng đảng được gặp gỡ, giao lưu, tăng cường đoàn kết, gắn bó, khuyến khích cán bộ, công chức rèn luyện sức khỏe, nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.